Knock, knock. Jim, don't do it. Don't do it. If you value our partnership, don't do it. Do it. We've been putting it in together for 9 years. Don't do it, Jim. Do it. Jim, don't do it, do Jim. It. Do it. Why'd you do it, Jim? Why? Why? To humiliate me? And our home is not in Hai anh em lại là mình đây. Các công ty điện thoại smartphone thường có lịch sử sao chép mọi thứ của nhau. Apple sao chép các tính năng từ Android và các công ty Android cũng làm như vậy. Điểm đặc trưng nhất là các OEM Android cũng từng sao chép những thứ từ Apple như là phần tai thỏ chẳng hạn. Và loại bỏ các tính năng chính như là jack cắm tai nghe, thẻ micro SD và thậm chí là các thành phần thiết yếu như là tai nghe và bộ sạc đi kèm lúc mua máy. Nhưng mà trong tất cả các công ty điện thoại Android thì có một công ty đã tách biệt trong suốt những năm qua. Và đó chính là Sony. Họ từ chối chạy theo xu hướng và thay vào đó là quyết định đi theo người tiêu dùng của họ. Vì vậy họ đã nói không với tai thỏ hoặc là màn hình đục lỗ. Họ tiếp tục cung cấp các tính năng cơ bản thiết yếu như là jack cắm tai nghe 3.5, khe cắm thẻ nhớ micro SD và nhiều cái khác nữa. Nhưng sắp tới thì không quá là ngạc nhiên khi mà Sony có thể sẽ sớm gia nhập câu lạc bộ không củ sạc khi ra mắt chiếc điện thoại mới là Sony Xperia 4 trong vài ngày tới. Chính xác là ngày 11 tháng 5. Tin tức này đến từ Weibo và một nguồn tin rằng là Sony cũng đã quyết định làm theo Apple, Samsung và những bên khác trong việc loại bỏ phụ kiện quan trọng này khỏi hộp. Why, Dad, and why? This is business. This is my swag. I know, but I did business. Shut up! Shut up! This is business. Mặc dù là tại sự kiện của họ, mình chắc chắn rằng là Sony sẽ đề cập rằng là họ đang làm điều này để làm cho quy trình thân thiện với môi trường hơn. Nhưng mà tất cả chúng ta đều biết đó là những nguồn doanh thu mới của nhà Sony. Cho đến nay thì Apple đã tiết kiệm hoặc là kiếm được 6,5 tỷ đô la chỉ bằng cách loại bỏ củ sạc. Vì vậy thì không có gì đáng ngạc nhiên là tại sao ngay cả một công ty như Sony cũng muốn tham gia vào hội anti củ sạc này. Tiếp theo thì mình cũng có các thông tin khác về con Xperia 4. Bắt đầu từ camera, Sony sẽ nâng cấp camera trước từ 8 megapixel trên con Xperia 3 lên 12 megapixel trên Xperia 4. Camera sau cũng sẽ được nâng cấp. Máy sẽ lại có thiết lập 4 camera cùng với 2 camera tele, nhưng mà camera sẽ được nâng cấp lên 48 megapixel. Cho nên là kích thước sẽ lớn hơn với kích thước là 1:1.28 inch cho cả 3 camera. Đây sẽ là một cải tiến lớn so với hệ thống 3 camera 12 megapixel trên con Xperia 3. Pin thì cũng được nâng cấp lên 5000 từ 4500 trên người tiền nhiệm. Và rõ ràng là cũng sẽ được hỗ trợ bộ sạc là 33W. Các thông tin khác bao gồm là máy sẽ có các phiên bản bộ nhớ là 256 và 512, RAM 12GB và 16GB. Có màn hình OLED 4K 120Hz và có loa stereo phía trước, jack cắm tai nghe, khe cắm thẻ nhớ micro SD và bộ vi xử lý là Snapdragon 8 Gen 1. Cuối cùng là Sony sẽ ra mắt điện thoại vào ngày 11 tháng 5. Đây là một vài điểm tin chính. Cảm ơn các bạn đang lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.